chào đón quý vị khán giả cùng đến với chương trình Giác quan thứ 6. Chương trình được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa chủ nhật hàng tuần trên VTV3, Đài truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, một trưa cuối tuần nữa lại tới. Chúng tôi mong rằng cũng giống như những tuần trước, chúng tôi mang lại cho quý vị niềm vui, thú vị và sự bất ngờ trong chương trình Giác quan thứ 6. Và đương nhiên, nếu như thú vị mà không có ban bình luận thì khó mà thú vị được. Bởi vì họ là những người diễn viên trẻ được nhiều khán giả yêu mến bởi sự dí dỏm thông minh của mình. Hãy cùng chào đón Quang Trung và Puka. Hôm nay đúng là một mình anh một kiểu rồi. Nhưng mà Quang Trung có biết không? Dạ. Về mặt trang phục ấy, anh chưa bao giờ lo về em. Bởi vì em luôn biết cách làm mới mình đúng mực. Còn mỗi một trưa chủ nhật tới, anh lại không biết rằng là Puka sẽ chiêu đãi mình và khán giả trang phục gì đây, phong cách thời trang nào đây. Và em có thể giới thiệu một chút về phong cách thời trang này. Đó là một điều thú vị. Phong cách thời trang của em là mọi người nhìn vô thấy nó như thế nào là nó như thế đó. Theo anh thì đây là một phong cách thời trang rất nặng đầu. Phong cách thời trang rất nặng đầu. Nặng đầu. Sao vậy anh? Bởi vì cái nơ kia của em làm cho anh có cảm giác như đầu em đang gánh mấy cân ở trên đầu. Ủa, hay là cái khăn mà chị làm chị xài xong gì để quên trên đó không chị? Không. Khăn không bạc được. Cái này là tóc của chị mà. Cái này cơ mà. Ủa? Đúng rồi, tóc đó. Vậy là cái phần mà nó mới là cái khăn đúng không? Cái này lấy xuống cho. Để em lấy xuống cho. Cái này là tóc. Đây là phong cách thời trang Trấn Trạch. Mời Trấn Trạch về vị trí cùng với Quang Trung. Dạ. Yeah. Đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay sẽ là một gương mặt vừa quen lại vừa lạ, vừa lạ lại vừa quen. Tại sao? Quý vị sẽ được biết sau ít phút nữa. Hãy cùng chào đón người chơi trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi bắt đầu cuộc với quý vị khán giả, xin được giới thiệu diễn viên Hứa Minh Đạt. Quỳnh Đạt xin chào quý vị khán giả, chào Thành Trung, chào hai bạn. Ngoài gương mặt quen thuộc với quý vị khán giả thì Hứa Minh Đạt còn là một người thân của một người dẫn chương trình Giác quan thứ 6 mùa 1. Và tôi cũng xin chia sẻ luôn, đó chính là Lâm Vĩ Dạ. Đây là ông xã của Lâm Vĩ Dạ. Chào đón bạn đã đến với chương trình. Giới thiệu hoàn cảnh gia đình quá vậy? Bởi vì tôi cũng đã có cơ hội được làm việc với Lâm Vĩ Dạ. Và Lâm Vĩ Dạ luôn nói với tôi rằng là: anh ơi, chồng em không có đi đâu ra khỏi bàn tay em được hết. Em có quay ở đâu, em có làm gì, chỉ cần một cuộc điện thoại của chồng em chưa cần nghe, chỉ cần hiện màn hình lên một cái em biết là chồng em đích nói gì và đang ở đâu. Vậy thì bạn đánh giá thế nào về giác quan thứ 6 của vợ bạn? Thật ra là... trời ơi, nhấn quá. Trời ơi, nhấn quá, chắc sợ vợ lắm nè. Lâm Vĩ Dạ cũng nói luôn một câu là: chồng em với ai em không biết, nhưng với em là sợ tuyệt đối. Bây giờ bạn đánh giá thế nào? Khó trả lời á. Bây giờ mà trả lời thật á thì nhục, mà trả lời giả về vợ chửi. Về vợ chửi. Về vợ chửi. Gì đâu nhục, vì đàn ông mình sợ vợ là chuyện bình thường. Mà vợ mình sợ, sợ vợ mình ai tôn đâu? Tôn trọng vợ mình mới sợ hả? Những người đàn ông thông minh người ta mới sợ vợ. Đàn không phải sợ vợ nhưng mà nể. Nể và thương, nó là tôn trọng vợ chứ không phải là chữ sợ gì. Có nghĩa là mình có thể nhìn thẳng vào người ta, mình nói là: này, tôi không bao giờ tôi sợ cô, chẳng qua tôi nể và tôi yêu cô quá đến mức sợ thôi. Tự nhiên có vậy đâu, không cần thiết phải vậy. Thế à? Em à, anh rất là nể em. Em à, anh không sợ em. Em đừng có mà dọa anh. Anh yêu của em ơi. Ôi vậy? Ôi vậy? Em biết là anh đang nhắc về em có gì? Đúng như vậy không? Đó chính là giác quan của Lâm Vĩ Dạ. À, ở trong chương trình này toàn là anh chị em thân thiết và yêu thương em. Cho nên hãy cẩn thận cái mồm đáng yêu của anh nhé. Là em luôn dùng giác quan thứ 6 của mình để theo dõi anh. Anh không thể nào thoát khỏi em đâu. Chị Dạ hay là chị quỷ vậy? Dạ, chị Ma Gia, sợ quá vậy. Ở đâu vậy? Có xuất hiện ở đây luôn không? Sợ chưa? Đổ mồ hôi nhẹ. Thôi là nãy giờ mình chưa nói xấu gì hết. Dù có thế nào, tôi với Lâm Vĩ Dạ anh em cũng khá thân. Nên hôm nay đừng phải lo, có tôi ở bên cạnh bạn. Tôi sẽ giúp bạn vượt qua các thử thách của chương trình. Ổn mà. Về vị trí. Hoàng hồn lại rồi. Quý
Đến với chương trình Giác quan thứ 6, người chơi sẽ phải vượt qua 5 vòng thi của chương trình với các số tiền thưởng khác nhau dựa vào sự may mắn của người chơi. Chúng ta sẽ có 5 gói tiền thưởng từ 1 đến 5 tương ứng với các số tiền 1, 5, 10, 15 và 25 triệu. Chúng ta sẽ cùng đến với 5 gói tiền thưởng ở phía trên. Và người chơi chọn tiền thưởng rồi đến với một thông tin hoặc một nghề nghiệp mà chương trình đưa ra. Nghề nghiệp hoặc thông tin này ứng với khách mời nào mà chúng tôi mời tới chương trình. Và bây giờ sẽ là 6 khách mời trong chương trình hôm nay. Xin mời. Sáu khách mời sẽ đến với chương trình và cùng mặc trang phục theo một chủ đề nào đó. Chủ đề rạp xiếc. Rạp xiếc. Có chú Hề mặc hơi căng đó nha. Chú Hề mặc căng. Đây chú này chưa diễn Hề, giờ đang căng xíu. Và hãy cùng xem họ giới thiệu về mình để có thêm thông tin. Xin mời, số 1. Ảo thuật đối với tôi là một huyền bí và đầy bí ẩn. Tôi luôn có ao ước tìm một nửa của mình, đó là một ảo thuật gia tài ba. Tôi là Cẩm Ngọc, hãy đón xem tôi là ai nhé. Và bây giờ sẽ là khách mời số 2. Xin chào mọi người, tôi là Viết Trung. Ước mơ lớn nhất của tôi là được đứng trên sân khấu biểu diễn. Khi đó, mọi ánh mắt sẽ tập trung về phía tôi. Điều đó làm tôi rất thích thú. Hãy đoán xem tôi là ai. Giọng nói trầm ấm, đúng không? Phong thái đĩnh đạc. Bây giờ sẽ là số 3. Chào các bạn, tôi thích xem phim, nghe nhạc. Tôi thích tấu hài. Xin bạn đoán xem tôi là ai. Bây giờ sẽ là số 4. Xin chào mọi người, mình tên là Ngọc Ước, có nghĩa là ước gì được đó. Sở thích của mình là đi đến những nơi có nhiều hoa lá cỏ cây. Thích đọc truyện ma, thích xem phim ma và đặc biệt rất sợ ma. Mọi người hãy đón xem mình là ai nhé. Diễn kinh không? Số 5. Xin chào, tôi tên là Đức Anh. Với đôi bàn tay ma thuật này, tôi có thể biến hóa được nhiều điều bất ngờ và đảm bảo sẽ thu hút được ánh mắt người xem. Vậy, Buka và mọi người hãy đoán xem tôi là ai nha. Thấy chưa? Không cho em đoán rồi thôi luôn sao? Mọi người là em đó, em là trong mọi em người. Em nằm trong bếp mọi người là quá xui rồi. Bây giờ sẽ là số 6. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với sở thú kỳ diệu ngày hôm nay. Và tôi, Công Tuấn, là người có thể điều khiển tất cả những con thú theo suy nghĩ của mình. Từ việc làm cho những con thú nhau lộn, đạp xe đạp và làm phép tính. Và đặc biệt là tôi chỉ điều khiển thú nhồi bông thôi. À, còn thú thật thì chưa bao giờ nghĩ tới. Và các bạn hãy đoán xem tôi là ai nhé. Dễ thương quá. À, anh có công nhận một điều ngày hôm nay không? Giọng của 6 khách mời của chúng ta, giọng ai cũng hay hết. Dạ, yeah. Ở trong 6 khách mời của chúng ta, ai giọng cũng có cái khả năng trình diễn và thuyết phục rất là đó. Cao nha. Và chúng tôi muốn Hứa Minh Đạt bình tâm lại một chút, cũng như ban bình luận chuẩn bị sẵn sàng những kiến thức để tư vấn cho người chơi. Cũng như các quý vị khán giả đừng rời khỏi màn hình, chúng tôi sẽ quay lại ngay. Quay trở lại với chương trình Giác quan thứ 6. Đây là vòng 1 được mang tên ấn tượng đầu tiên. Nhiệm vụ của người chơi đó là lựa chọn một gói tiền thưởng, rồi sau đó chúng tôi sẽ đưa ra thông tin hoặc nghề nghiệp tương ứng với vòng 1. Chúng ta sẽ có 3 quyền trợ giúp dành cho người chơi chỉ được sử dụng ở vòng 1 đến vòng 3. Đó là loại trừ, đặt ngôi sao may mắn để nhân đôi số tiền thưởng và hỏi nhanh đáp nhanh trong vòng 1 phút. Chúng ta sẽ đến ngay với gói tiền thưởng. Bạn sẽ chọn được gói số bao nhiêu? Số 3. Số 3. Theo Minh Đạt thì số 3 này có bao nhiêu tiền? Không biết được, mở ra mới biết được chứ bây giờ không đoán mò được, thích số 3 thôi. Giác quan, dùng giác quan đoán thử anh. Đây là chương trình Giác quan thứ 6. 5. 5 triệu. Vậy thì chúng ta hãy cùng đến với thông tin của vòng 1. Ca vọng cổ hơi dài. Đây là một khả năng. Nào Puka, cho em cơ hội nói trước. Rồi, hai chị em tụi em nghĩ giống nhau đó. Mọi người thì sao? Các em nghĩ gì hãy nói đi. 1, 2, 3. Số 1. Ghê vậy. Cái này là trực giác của chúng em chưa có lý trí nha anh. Dạ. Anh cũng có suy nghĩ là số 1 hoặc là số 4. Tại sao? Tại vì hơi dài á, tại phụ nữ người ta hơi rất dài. Đúng. Anh ở nhà anh nghe mấy già chửi hơi rất dài. Người ta nói nghe lia lia. Đâu về phụ nữ hơi dài, chỉ có hai người phụ nữ.
người số 1 hoặc là người số 4. Đúng mà, em cũng suy nghĩ vậy đó anh. Nhưng mà riêng về dung mạo của hai chị á, thì chị số 1 em nhìn lại giống những chị hay ca giọng cổ, MC rồi hả? Em thấy giống mấy chị mà trong cái gì mà đàn ca tài tử. Đúng á. Rồi, đúng rồi. Chị có cái nét giống kiểu miền Tây. Dạ. Các cụ vẫn nói đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Vậy thôi đừng bắt nữa, đi về em. Số 1 luôn á. Chẳng nghe là cứ ba bình luận nói gì người chơi nghe vậy. Không phải. Đừng để đến lúc thật. Sai lầm diễn ra rồi lúc đó thức tỉnh là muộn đấy. Cái đó là cảm giác. Thật sự là đúng, là tại vì cái nét mặt của chị, cái nét mặt á, với lại cái thần thái và cái giọng, với lại cái cách nói chuyện từ từ giống như là một là MC hay là gì đó, rất là rõ vành rõ chữ. Khi mà chị hát giọng cổ thì chắc rất là hay. Và phương án chọn của Hứa Minh Đạt sẽ là số 1. Hãy bấm chuông. Người chơi đã chốt phương án. Chúng ta hãy cùng xem kết quả. Chính xác. Như vậy là lần này ban bình luận đã giúp ích được cho người chơi. Nhưng sự giúp ích này mang về tiền thưởng là bao nhiêu chúng ta còn chưa biết. Bao nhiêu cũng được, miễn là tiền là được. Đúng rồi. Ổn đúng không? Ổn. Dạ. Mong là nó nhiều hơn 1 triệu. Xin mời số 3. Trời, 5 triệu. Đúng rồi. Dạ. Ê, thiệt luôn á trời. Thấy không? Bây giờ là lúc chúng ta cùng gặp gỡ với khách mời số 1. Và bây giờ xin được mời chị hãy giới thiệu về mình cũng như cái khả năng ca vọng cổ của mình ạ. Dạ, trước tiên thì em cũng xin kính chào toàn thể quý anh chị có mặt nơi đây. Dạ, chào chị. Dạ, cái tên mà để em đi diễn là Phương Cẩm Ngọc. Em sinh năm 91, em vào nghề cũng từ năm 8 tuổi. Dạ, trong gia đình thì có ba và cũng như là có chị hai theo nghề cải lương. Rồi vậy là chị làm nghề chắc cũng 20 năm rồi chị. Dạ cũng khá lâu rồi. 20 năm là một quãng đường rất dài đối với một nghệ sĩ chưa bước qua tuổi 30. 8 tuổi là chị bắt đầu đi theo đoàn hát rồi. Dạ đi theo ba. Đi theo ba và chắc là ngồi sau cánh gà nghe ca rồi nghe nhịp là nó ngấm vào trong người rồi. Dạ cũng không có được học hỏi nhịp nhàng gì hết trơn á, nhưng mà tại vì nghe lóm riết rồi nó máu luôn. Dạ. Bạn có khả năng là hát ca vọng cổ hơi dài. Vậy thì bạn có nhớ là cái hơi dài nhất của bạn là bao nhiêu lâu không khi hát một cái câu vọng cổ? Dạ có thể là 45 giây cũng đến có thể là 48 giây. Vỗ tay thật lớn cho người phụ nữ này được không ạ? Yeah. Em xin phép được hát chay, không có nhạc nền gì hết. Dạ. Em xin trình bày một cái trích đoạn của soạn giả Đăng Minh, đó là vụ án Mã Ngư. Nguyện thề bên nhau không bao giờ thay đổi, dù cho non mòn biển càng không phai, tình đâu ai nợ ngắn đôi. Tội lắm ông ơi, tội lắm ông ơi, chữ xin đừng chia rẽ duyên đầu. Cầm lại ông ngàn lại ông, xin đừng chia rẽ duyên đầu. Con trời như biển, tôi nguyện trọn đời ghi tạc trong tim. Xin ông đừng chia rẽ mối lương duyên để cho chúng tôi được trọn hạnh phúc. Nếu xảy ra điều gì bất hạnh đau xót dài dò giết chữ đời tôi. Hay quá. Hay quá. Và thời gian chúng tôi đo được ở câu hát mà bạn đã thể hiện ở đoạn đầu là khoảng 39 giây 3. Hôm nay em không có khỏe. Đó, nhưng mà đó đã là một điều quá khó rồi. Và chúng ta một lần nữa, lần này sẽ là cả 4 người vỗ tay cho phần trình diễn vừa rồi. Cảm ơn bạn rất nhiều đã đến với chương trình. Và chúc bạn sẽ có thật nhiều niềm vui trong công việc mà mình đã chọn. Và sẽ luôn luôn may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn bạn. Dạ em xin cảm ơn. Dạ cảm ơn chị. Cảm ơn chị.
Quý vị khán giả đang quay trở lại với chương trình Giác quan thứ 6. Đây là vòng 2 được mang tên Cảm quan. Ở vòng này cũng giống như vòng 1, người chơi sẽ lựa chọn gói tiền thưởng của mình trước khi nghe thông tin của vòng 2. Và bạn sẽ lựa chọn gói tiền thưởng số bao nhiêu? Số 5. Số 5. Đoán xem số 5 có bao nhiêu tiền? 25 triệu. 15 triệu. Hồi nãy số 3 là 5 triệu, số 5 thì tất nhiên phải nhiều hơn số 3 đúng không? Dạ. Đây này mà đúng mà anh, 15 triệu. Đúng không? 15. Bây giờ sẽ là thông tin của vòng 2. Vui đi nào. Minh Đạt, bạn có ấn tượng gì với môn võ thuật này không? Môn võ thuật này là ấn tượng, đó là một cái chiêu gọi là cắt kéo. Có hai biểu diễn chạy lên xong kẹp vô cần cổ á. Đúng rồi. Hai lần kẹp cần cổ xong xuống. Hẹp. Đúng rồi. Kẹp ba bốn người bập bập. Đúng rồi. Lặng. Vô vi nam thường là các thế để vật xuống anh hả? Thường là các cái thế nổi bật và nó mang tính tượng trưng cho môn võ này. Đó chính là những thế kẹp cổ giống như Minh Đạt nói. Vô vi nam có nghĩa là võ Việt Điện Nam. Vô vi nam em ví dụ cho anh những cái thế kẹp cổ đơn giản nè. Sao? Anh có thể thực hiện khi mà anh gặp người xấu ngoài đường á anh. Sao? Thế ví dụ nào? Mà người ta làm như mình kẹp cổ người ta như vậy. Kẹp cổ thấy được quá là chết liền luôn đó. Đơn giản thôi, hiệu quả. Đấy là bấu cổ, không gọi là kẹp cổ. Kẹp mà, kẹp mà. Ví dụ như gặp ăn cướp thì sao? Đừng ăn cướp nữa, đừng ăn cướp nữa. Thì này đưa nhéo cho cổ mẹ, tao nhéo cho cổ mẹ, lấy cái cổ mày ra. Em thật là mạnh mẽ, anh càng ngày càng thấy em càng mạnh mẽ chưa à. Em có mấy cái chiêu hay lắm. Kẹp cỡ vậy nào. Xin mời, chúng ta đang có 4 người đàn ông ở đây. Tất nhiên võ thuật thì dành cho cả nam cả nữ, nhưng thường thì những người đàn ông họ sẽ đam mê võ thuật hơn phụ nữ. Và chúng ta còn 1 người phụ nữ và 4 người đàn ông. Vấn đề bây giờ chúng ta lựa chọn ai? Dùng quyền loại trừ đi. Trợ giúp loại trừ được sử dụng. Hai người chắc chắn sẽ không phải có kỹ năng hoặc không phải là võ sư, võ sinh, võ vi nam. Đó chính là số 3 và số 4. Chúng ta còn lại số 2, số 5 và số 6. Thật ra nếu là tôi cũng sẽ không lựa chọn số 3 và số 4. Bây giờ loại trừ cũng như không vậy. Dạ thì đó, hai cái tình nghi còn lại của em là có lẽ là anh số 2 với lại anh số 5. Quang Trung chọn số 2 và số 5. Riêng bản thân em á thì em chỉ nghi ngờ anh số 2 thôi, và em nghĩ là ảnh. Tại vì sao? Cái dáng đứng của ảnh, cái tướng của ảnh, cái tay của anh đang cầm nắm lại, và cái tay ảnh có rất là nhiều gân guốc. Ở đây là những người tập võ, cái tay người ta chắc lắm, rất là chắc. Và những người tập võ em thấy á, hiếm khi nào người ta đứng như vậy. Đứng vậy lúc nào người ta cũng đứng dang rộng bằng vai hết. Cái thế lúc nào cũng vậy hết. Thì em nghĩ là anh số 2 đó. À, là anh nghĩ số 6. Em cũng hơi nghi anh số 6. Cái tự nhiên không, cái này là suy nghĩ rất là mắc cười của thấy em không? Trong đầu tạo dáng rất là cao bồi. Đó, rất ngầu ha. Đôi khi chậm nhìn nhau rồi hả? Hồi nãy em nghĩ cái này thoáng ở trong đầu anh Đạt. Mà hơi hơi du duyên, hơi mắc cười. Tại vì em thấy anh số 6, ảnh có vẻ mảnh khảnh hơn hai anh kia. Em sợ anh kẹp đau. Nhưng mà số 6 thì thấy anh thấy số 6 là anh sợ anh kẹp vô cái chân, anh kẹp vô đau. Không, mà có thể nghĩ thoáng ngoài vậy thôi. Cho nên em loại ảnh. Như vậy là Puka thì chọn số 2, Quang Trung thì chọn 2 và 5, và Minh Đạt thì lại đang lăn tăn với số 6. Đặc biệt là khi nghe ban bình luận nói như vậy thì đương nhiên lăn tăn là phải, bởi vì vòng trước họ giúp và họ cùng bạn chiến thắng. Số 6 đi. Nào. Chốt. Số 6. Số 6. Nào, kết quả. Thấy không? Chính xác. Em nói anh số 5 mà. Em nói rồi mà. Trời ơi, tôi không tin luôn á. Trời ơi. Em nói anh số 5 đã đó. Đã thấy chưa? Thấy chưa? Đã thấy cái sự lật mặt chưa? Tôi không tin luôn á. Anh số 5 nhớ trời. Một mình em chọn anh luôn đó, thấy chưa? Thấy chưa? Hồi nãy không nói với tôi trước, làm sao mà kêu tôi chọn, tôi biết được tôi chọn đâu. Hên là nãy anh không nói em chọn, chứ anh nói em chọn là em chọn đúng anh rồi. Thì đó, xui ghê á. Xui cho chị. Không có gì với nhau rồi chưa? Tôi không tin luôn á trời. Tụi em giả bộ vậy đó anh. Tụi cho em khán giả có cái nhìn mà coi như là nhiều chiều. Nhưng mà hồi nãy Buka là đón số 2, Buka cũng hùa theo chung luôn. Buka em lại nói là thấy chưa thôi, chứ em có nói thấy cái gì đâu. Ý là em là thấy chưa, em sai rồi đó. Này, bên này là thấy rồi. Thấy rồi, thấy sai lắm rồi. Nhưng quan trọng bây giờ, cái sai đó nó dẫn tới việc rơi bao nhiêu tiền đây, đây? Nè, cái này hồi nãy cùng cho cao lên, bây giờ càng nhỏ càng ổn. Lúc đây Quang Trung đoán là anh em đấy. Không, này từ 1 triệu hả? 1 triệu. Nào, hãy cùng xem số tiền.
triệu. Ngay từ đầu em đoán 15 triệu, anh cũng đoán 15 triệu đó. Thì đó, đi xa quá, 15 triệu đi xa quá. Chắc hồi tôi lên tôi giờ công số 5 luôn á. Nào chàng trai, come on baby. Và chúng ta xin được mời bạn số 5 tiến lên phía trên. Bây giờ bạn hãy giới thiệu về mình rõ hơn, cũng như bạn đã tập hay là dạy Vo Vi Nam được bao nhiêu lâu rồi? Dạ, em xin chào mọi người. Chào Vuka, chào anh Quang Trung và chào anh Đạt. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Đức Anh. Hiện tại em đang là một vận động viên môn Vo Vi Nam. Em đang thi đấu cho đội tuyển quân đội và đội tuyển Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao. Em tập Vo Vi Nam từ năm lớp 9. Hiện tại năm nay em 27 tuổi rồi. Thực ra mà nói thì thể thao thì đã vất vả, nhưng võ thuật thì còn vất vả hơn. Đối với một người võ sĩ đổ ra rất nhiều mồ hôi để luyện tập, đôi khi có cả máu. Nếu có huy chương thì không sao, nếu không có huy chương thì sẽ bị lãng quên. Còn nếu có huy chương đi chăng nữa thì cũng chỉ khoảng 5 ngày, 1 tuần rồi mọi người cũng không còn nhớ tới mình nữa, ngoài những người thân của mình. Nhưng những chấn thương ấy thì nó vẫn sẽ diễn ra hàng ngày. Và đến một độ tuổi nào đó thì chúng ta cũng sẽ không thể thi đấu được nữa, bởi vì nó liên quan tới thể lực, liên quan tới cái sự dẻo dai. Dạ thì trước mắt em tốt nghiệp thì em sẽ vẫn tiếp tục cái đam mê của em. Thì khi nào mà cái niềm đam mê của em nó không thể tiếp tục nữa thì em sẽ chuyển qua một cái hướng đi dạy hoặc là một huấn luyện viên. Và bạn đã sẵn sàng mang tới một phần trình diễn chưa? Sau đây em cũng xin vào chuẩn bị để mang đến cho quý vị khán giả và khách mời được thưởng thức một màn biểu diễn của môn Vo Vi Nam. Chiều nắm đầu luôn hả? Trở lại với chương trình Giác quan thứ 6, đây sẽ là vòng 3. Vòng 3 được mang tên trực giác. Vẫn như vậy, mời người chơi sẽ lựa chọn gói tiền thưởng. Số 1. Số 1. Bây giờ sẽ là thông tin của vòng 3. Nghệ sĩ siếc. Chúng ta còn số 2, số 3, số 4 và số 6. Mình còn quyền hỏi nhanh đáp nhanh và đặt ngôi sao may mắn để nhân đôi số tiền thưởng. Số 6, ngay lúc đầu anh giới thiệu, anh có thể điều khiển đồ này kia tất cả mọi thứ, nhưng mà anh nói là thú nhồi bông. Mình biết đâu cái đó là một cái gợi mở cho mình, anh là người siết thú. Sao mày nghĩ là anh số 3? Anh số 3 kìa, mặc đồ rất là vui nhộn, hoặc là gì số 4. Và Buka. Dạ. Trực giác của em mách bảo số. Em nghĩ là anh số 2 hoặc là anh số 6. Rồi, Hứa Minh Đạt, bạn sẽ lựa chọn số. Trợ giúp, hỏi đi. Hỏi anh số 3. Vậy là trợ giúp, hỏi nhanh đáp nhanh 1 phút được sử dụng. Và người được hỏi sẽ là khách mời số 3, 1 phút bắt đầu. Dạ, em chào anh. Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 45 tuổi. 45 tuổi hả? Anh có gia đình chưa? Có rồi. Bao nhiêu con rồi anh? Một con. Trong gia đình anh là nguồn thu nhập chính hả? Đi làm đủ thứ hết ơi. Là anh nha, là bà xã anh. Anh. Con anh bao nhiêu tuổi rồi? 13 tuổi. Là năm nay nó học lớp mấy vậy anh? Học lớp 6. Lớp 6 hả? Con trai hả anh? Còn 10 giây.
anh Đạt giống như cần kêu hai ly cà phê vậy đó. À, hỏi tâm sự chuyện gia đình. Đó là những câu hỏi thông minh đấy. Anh nhưng mà em chợt suy nghĩ vậy nè anh Đạt. À, ví dụ như mà anh số 3 là một người nghệ sĩ biểu diễn xiếc đi, thì ít nhiều gì cũng sẽ giao lưu với rất nhiều khán giả. Thì em nghĩ là cái chuyện mà giao tiếp á sẽ phải lưu loát hơn, sẽ phải tự tin hơn. Và ánh mắt của anh sẽ có sự tự tin hơn. Dạ, tại vì anh là người biểu diễn. Đúng rồi. Dù cho xiếc tung hứng, dù cho xiếc thú, dù cho xiếc bất cứ cái gì phải sử dụng thì mắt cũng, nhiều lắm. Đúng rồi, cũng phải bước ra sân khấu và ánh mắt nó phải tự tin hơn. Nhưng mà cái sự tự tin của anh số 3 thì em chưa thấy có nhiều bằng những anh chị còn lại đang đứng trên đó. Anh ấy không tự tin bởi vì anh ấy phải nói, mà nói thì không phải là sở trường của nghệ sĩ xiếc. Anh che giấu lắm, anh đúng là người của chương trình mà. Số 3 đó anh nghĩ thiệt. Thì anh cứ chọn đi, tại vì anh chơi mà. Đúng rồi, tụi em ngồi đây phiền thôi chứ đâu có làm gì đâu. Nhiễu anh chút xíu thôi à. Chương trình cho bức bình phong che lại luôn tụi em. Số 3. Hãy bấm chuông. Số 3. Nhân đôi luôn. Nhân đôi. Vậy là hai trợ giúp được dùng ở vòng 3 liệu có mang kết quả khả quan đến cho Hứa Minh Đạt hay không? Xin mời. Không chính xác. Show 4. Không ai nghĩ rằng nghệ sĩ xiếc có thể là nữ. Chúng ta nhìn thấy Hứa Minh Đạt mặt rất buồn, nhưng đừng buồn. Chúng ta không biết số tiền là bao nhiêu đâu. Chẳng may chỗ kia là 1 triệu thì cũng là một cái may mắn. Nào, hãy cùng xem số tiền. May quá. Hên thiệt luôn á. Nào, đấy thấy chưa? May chưa? Chúng ta sẽ cùng mời số 4 tiến lên phía trên. Em hãy giới thiệu về mình cũng như là bộ môn xiếc mà em đang tập luyện và theo đuổi. Vâng ạ, à, em tên là Ngọc Ước. Hiện tại em đã đi diễn xiếc Thăng Bằng được 6 năm. Và em thường biểu diễn các chương trình event. Em tập bao nhiêu lâu thì có thể biểu diễn được? Dạ, em tập trong vòng 3 tháng. 3 tháng đã biểu diễn được. Có nghĩa là em là người rất là có tố chất đấy. Bạn có thể biểu diễn ngay được không? Dạ được ạ. Nhưng mà chút xíu nữa xin phép cho em được mời anh Hứa Minh Đạt biểu diễn cùng em. Tại sao? Bạn hâm mộ anh ấy à? Dạ hâm mộ anh Đạt dữ lắm. Em rất là thích diễn, thích xem tấu hài. Mà đặc biệt là của anh Hứa Minh Đạt diễn với chú Hoài Linh. Trời ơi. Sướng nhá. Anh chỉ diễn hề thôi, anh diễn xiếc không có được. Dạ cái này được anh. Chị ơi, chị đang diễn xiếc Thăng Bằng mà anh Đạt lên làm hề cái chị cười chị rung á. Thôi em được đâu, cho anh Đạt về nhà học 3 tháng đều quay lại đây diễn. Sướng nhá. Hôm nay Hứa Minh Đạt được gặp fan hâm mộ nhá, được phun lửa nhá. Là chỉ anh làm xiếc luôn đúng không? Dạ. Chơi luôn. Chúng ta chơi luôn. Mời em chuẩn bị. Nếu quý vị muốn biết Hứa Minh Đạt làm diễn viên xiếc như thế nào, đừng rời khỏi màn hình vì đây sẽ là tiết mục có Hứa Minh Đạt. Xin mời.
Quý vị khán giả đang quay trở lại với chương trình Giác quan thứ 6. Đây sẽ là vòng 4 được mang tên lập luận. Chúng ta còn hai gói tiền thưởng số 2 và số 4. Minh Đạt sẽ lựa chọn gói nào? Số 4. Số 4. 10 triệu hoặc 25 triệu đều không phải là số tiền nhỏ. Vì thế tôi mong bạn sẽ may mắn ở vòng thi này. Bây giờ sẽ là thông tin. Thánh ăn. Trời đất ơi. Trời. Đây có thể là một khả năng, một thông tin. Có nghĩa là một người ăn rất nhiều. Ăn nhiều hơn so với người bình thường, mà không phải là nhiều hơn bình thường mà rất rất nhiều, thì mới gọi là thánh ăn được. Ai sẽ phù hợp với thông tin này? Chúng ta còn số 2, số 3 và số 6. Không ai giống thánh ăn luôn à. Không ai là mình có thể là nhìn vô mình thấy giống thánh ăn. Là ăn một cái khả năng ăn đó là điêu luyện á. Nếu mà ăn điêu luyện thì cũng phải nhìn cũng múp míp xíu anh ha. Em nghĩ là em nghi ngờ là chú số 3 nhiều hơn là em hai anh kia. Vậy. Chú số 3 đúng không? Nãy có hỏi thăm chú rồi á. Chú nói là chú làm nhiều thứ lắm, chắc là chú cũng ăn nhiều thứ. Làm nhiều thứ ý là làm nhiều món và ăn nhiều món á. Đúng rồi. Mọi người đang nhìn khách mời số 3 bởi vì trông ngoại hình có vẻ có vẻ dày dặn hơn so với hai người còn lại. Nhưng tôi xin được nói thế này, một người mà có khả năng ăn chưa chắc họ đã phải béo, bởi vì họ có khả năng ăn và chứa được nhiều thức ăn. Một người trông béo nhưng không có nghĩa là dạ dày họ sẽ chứa được nhiều thức ăn. Nhiều người cứ nghĩ là bụng to thì có thể chứa được nhiều đồ ăn, nhưng chưa chắc là đúng. Bây giờ là trực giác nào, Minh Đạt? Số 3 chứ, đúng không? Trong đây thì em nghĩ số 3 thôi, chứ thật ra em cũng không biết. Ban bình luận là nghĩ số 3 rồi đấy. Em nghĩ số 6, em nghĩ thôi. Vậy là Quang Trung chọn số 6, Puka chọn số 3. Và Hứa Minh Đạt sẽ chọn. Anh chọn số 2 mới hay á anh Đạt. Anh chọn số 2 đi anh Đạt. Trực giác, và trực giác của bạn Bách Bảo thế nào? Chốt đáp án số 3. Kết quả chính xác, chị được chúc mừng. Số 3. Yeah, đúng rồi, anh thấy em giỏi chưa? Em đi khác đi, em đi khác đi. Số 3 lần thứ 2 được lựa chọn và đã đúng. Liệu sẽ mang về cho Hứa Minh Đạt tiền thưởng là bao nhiêu? 25 10, 2, 2, 5, xin mời. 25 triệu. 25 triệu, 25 triệu, 25 triệu cho chị nhà vui cửa. 25 triệu cho chị giả vui nè. Hai mươi lăm triệu. Em tin tưởng anh là không sai mà anh số 3. Và tổng tiền thưởng của Hứa Minh Đạt lúc này là 30 triệu đồng. Xin được chúc mừng. Chắc chắn là dạ ở nhà nó vui lắm đấy. À, tâm lý thì anh rất bình thường. Đúng không? Ở nhà là dạ vui thôi. Vui đấy đúng không? Vui, vui, nghe rất vui. Số tiền này thì người vợ là chả vui. Và chúng ta hãy cùng gặp gỡ với khách mời số 3. Xin mời. Xin mời anh tự giới thiệu về mình cũng như là khả năng của mình để mọi người được biết hơn ạ. Anh là Nguyễn Ngọc Thảo, ăn được 42 quả vịt lộn, ăn được nhiều thứ. Ăn được nhiều thứ, anh ăn được 42 quả trứng vịt lộn cùng một lúc, đó là kỷ lục của anh chưa? Là chưa, còn ăn nữa nhưng mà chưa có được ăn. Trời ơi, trời ơi. Bây giờ nhá, anh hãy kể một cách chi tiết là anh đã từng ăn những gì là nhiều nhất có thể trong những lần mà anh đã ăn. Anh có ăn được 2 con gà, 2 con mấy, 2 con gà luộc, 2 con gà nướng, 2 con vịt nướng. Trời ơi. Và ăn tô phở 3 ký 7. Cho em hỏi một câu, anh ăn 40 mấy chứ không vịt lộn trong thời gian bao nhiêu lâu? Cái đó thời gian thì khoảng 50 phút. 50 phút là trời ơi anh ơi, là một trứng ăn có 1 phút à. Trời ơi, em ăn 2 chiếc hộp vịt lộn là em không ăn được nữa rồi á. Trăm nghe không bằng một thấy, mà trăm thấy thì không bằng một thử, đúng không? Vậy thì tại sao chúng ta không thử luôn tại đây, anh có làm được không ạ? Thì cái này là thử luôn rồi cũng ăn được. Vỗ tay. Chúng ta sẽ có một cuộc thi rất đơn giản. Trong vòng 15 phút, đội nào ăn được nhiều trứng hơn, đội đó giành chiến thắng. Đội số 1 đó là Thánh Ăn ở bên tay trái tôi. Đây là một cái tô có 50 trứng vịt lộn. Bên này cũng vậy. Đội thứ 2 sẽ gồm có Puka, Quang Trung là những nhân vật chính. Còn tôi và Hứa Minh Đạt sẽ là những người ăn phụ. Và sau 15 phút, đội nào nhiều vỏ trứng hơn ở đây, đội đó giành chiến thắng. Bây giờ sẽ là 15 phút bắt đầu. Ăn đi các cưng, ăn đi. Thấy lấy muối. Hai anh em mình ăn luôn. Từ từ, để chị nặng muối. Đập cho tô kìa. Cái đã.
Chú hết một trứng rồi kìa, chị còn chưa nặng xong nữa chị Buka. Chú ăn hết trứng, con chưa có xong cái chén muối. Chú ơi, từ từ, con chưa xong chén muối mà chú ăn hai trứng luôn rồi kìa. Và bây giờ xin mời Puka hãy đếm số trứng. 2, 4, 6, 8, 10. Cho em đếm với. 12. Lâu quá. 14, 16, 18, 20. 20, 22. 24. 6. 28. 30. 32. 33. 34, 35. Như vậy là chỉ trong vòng khoảng 6 phút thì Thánh Ăn của chúng ta đã ăn hết 15 trái trứng vịt lộn. Còn chúng tôi 4 người trong 6 phút ăn được 2. Anh mấy cái anh đếm anh thôi. 3. 1. 2. 2. 4. 5. 7. 3. 8. 8. Như vậy là ăn coi như là gấp đôi. Một lần nữa vỗ tay cho Thánh Ăn. Quý vị khán giả đang đến với vòng 5 của Giác quan thứ 6. Đây là vòng quyết định, chúng ta còn một gói tiền thưởng duy nhất. Đương nhiên, nó sẽ là 10 triệu. Mời số 2 mở ra. 10 triệu, vậy thông tin ở vòng cuối cùng này sẽ là gì? Chúng ta cùng đến với thông tin. Kỹ sư ô tô, chúng ta còn số 2 và số 6. Ai đây sẽ là kỹ sư ô tô? Có thể là sửa chữa, có thể là lắp ráp. Em nghĩ anh số 6 là kỹ sư ô tô quá à. Anh lại nghĩ số 2 kìa. Minh Đạt, tại sao là số 2? Không, cái cảm giác gì đó, tại vì cái gương mặt này đàn ông lắm. Còn hình như là số 6 là hình như có gặp ở đâu rồi, nên không phải là sửa ô tô đâu. Em cảm nhận nha, là em thấy anh số 2 sẽ giống hơn. Tại vì anh số 6 nhìn mặt rất quen. Quen lắm. Quen như vậy có nghĩa là mình đã gặp anh ở đâu rồi. Mà gặp anh ở đâu rồi thì chắc chắn là không phải gặp ở trong cái xưởng ô tô. Ở đây ai cũng có ô tô hết trơn á. Chỉ thì dễ gì mà không sửa ảnh rồi. Chỉ có ô tô nhưng mà chị chưa bao giờ đi sửa cả. Hứa Minh Đạt, cảm nhận số 2 hay số 6? Số 2. Số 2. Số 2 gương mặt là nãy giờ cứ giấu cái tay hoài. Nếu mà cái tay kỹ sư á là tại sao sọt túi ta rồi giấu giếm vô. Số 6 cũng giấu tay kìa. À. Thôi số 2 nha. Chốt. Không biết là Đạt đúng hay Trung đúng, nhưng 30 triệu đã chắc chắn theo bạn ra về rồi. Có thêm 10 triệu thì càng tốt, mà không có thì cũng chẳng áp lực gì. Mà vốn dĩ mình là chuyển phát nhanh, chỉ là mang tiền về cho vợ hoặc không mang về thôi, chứ có phải của mình đâu. Cũng áp lực đó anh, ví dụ mà chuyển mà không đủ á, cũng áp lực lắm. Mình chuyển nhiều á thì mình được thương hơn. Dạ. Mình chuyển ít thì nó lại vơi đi ha. Vơi đi. Nói chung càng nhiều càng tốt. Khi cầm vô cái có bỏ riêng không đây? Có bỏ riêng không đây? Sao có nhiều đây? Áp lực chết được. Thiệt luôn á. Nào, kết quả. Chính xác. Yeah. Thấy chưa? Dạ, chuyện cho em chuyện lại anh là đúng rồi. Biết mà, số 2 em mà. Em không có đọc. Dạ, bây giờ mình khui luôn cái chốt còn lại nè. Nào, hãy cùng xem thông tin cuối cùng. Cascader. Cascader. Rõ ràng. Không biết ngay rồi. Cascader. Nhìn quen lắm. Với lại cũng có đóng chung với anh 1-2 phim rồi. Chắc em anh có đánh chỉ lộn nhau không? Chỉ anh quánh giỏ rồi xèo hẹn gì quen lắm. Hai anh em mình đánh lộn nhau chưa? Anh em đồng nghiệp với nhau, giúp đỡ nhau trong công việc rồi mà chẳng nỡ nhớ nhau. Thì hồi nãy là nghe vỏ vỏ đồ là nghĩ là Cascader. Mới chọn số 6 nhưng mà không phải. Vỏ là một người khác. Như vậy Cascader. Nào hãy cùng mời hai người bạn cuối cùng của chúng ta tiến lên phía trên. Xin mời.
Bây giờ là lúc chúng ta sẽ cùng làm quen với nhau. Trước hết sẽ là khách mời số 6 với công việc là cascader. Bạn có thể giới thiệu về mình và nói rõ hơn công việc của mình. Đầu tiên thì cho phép Ben được gửi lời chào đến toàn bộ khán giả đang xem đài cũng như ban tổ chức của chương trình Giác quan thứ 6, MC Thành Trung, anh Hứa Văn Đạt, bạn Vuka và bạn Quang Trung. Yeah. Hiện tại Ben đang là đạo diễn hành động của các dự án phim hành động võ thuật của Việt Nam. Ben là chủ nhiệm câu lạc bộ Cascader Eagle tại Bình Dương và cũng là người đầu tiên đem bộ môn Cascader này về Bình Dương để phát triển và duy trì tới ngày hôm nay đã hơn 10 năm rồi ạ. Và bộ phim hành động nào trong sự nghiệp của mình hơn 10 năm qua mà bạn nhớ nhất? Thật ra thì Ben là một người rất là đam mê võ thuật. Ben đã luyện võ được hơn 20 năm rồi. Và niềm đam mê võ thuật rất là cháy bỏng, cho nên bất cứ một cái pha hành động nào, võ thuật nào trong bất cứ một dự án phim nào, dù lớn hay nhỏ, thì đối với Ben đều là một kỷ niệm đẹp. Và Ben đều ấn tượng và đều cảm thấy trân trọng nó, chứ không có nào là nhất hết. Thế còn người bạn ở xa kia, tôi muốn hỏi là bạn làm công việc kỹ sư ô tô, bạn là sửa hay là lắp ráp hay là như thế nào? Đầu tiên thì em xin chào các anh chị và chào các khán giả đang coi truyền hình. Công việc chính của em là chẩn đoán bệnh của xe. Tên thường gọi là cố vấn dịch vụ. Thì em sẽ kiểm tra bệnh của xe và chỉ đạo cho các anh em sửa chữa. Như vậy là bạn sẽ kiểm tra xe như là thăm khám xe đấy, đúng không? Thật ra thì nếu như mà ở những dòng xe đời cao thì nếu như có một cái sự cố gì thì bao giờ cũng sẽ báo lỗi ở trên tablo. Nhưng mà với những cái dòng xe mà không có cái chức năng đó thì rất là cần những người như bạn, đúng không ạ? Để bạn kiểm tra xem là phanh như thế nào, rồi máy ra sao, lốp ra sao, có đúng không? Và thực ra đấy là một điều rất là quan trọng đấy. Bởi vì chúng ta quen đi một số dòng xe nó không có cái chức năng đó. Nhiều người cứ đi mà không biết là bị hỏng. Và khi nó xảy ra cái tai nạn, đôi khi chỉ vì chúng ta cái sự sơ suất đó, chúng ta thường xuyên không bảo dưỡng xe. Đúng rồi. Và bạn đã làm công việc này bao lâu rồi? Công việc này thì em đến với nó gần được 5 năm. Và bạn đến với chương trình do lời mời của ai? Một lời mời của những người anh em ở trong đoàn. Và mình cũng hiếu kỳ và cũng rất là ấn tượng anh Hứa Minh Đạt. Chưa bao giờ được gặp anh ngoài thực tế. Hôm nay được gặp rồi đúng không? Ôm nhau một cái đi nào. Ôm anh một cái. Anh ấy là còn đi xe đúng hãng luôn rồi. Ôi. Rồi, ngay chỗ của em là đâu? Dạ em là ở quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Quận 2 đúng không? Dạ. Thì tới đó bảo dưỡng thường xuyên nha. Dạ rồi, em cảm ơn. Nhớ ưu ái cho anh nha. Dạ. Gửi gắm liền chứ. Này, hôm nay Hứa Minh Đạt là lãi nhất. Ra về chuyển phát nhanh cho vợ 40 triệu. Yeah. Bên cạnh đó lại tìm được những fan hâm mộ của mình. Xong rồi lại còn cả fan hâm mộ mà sau này sẽ còn gặp nữa để chăm sóc xe cho mình. Nhất Hứa Minh Đạt. Hay quá. Biết làm siếc nữa anh. Bữa nay biết làm siếc. Bữa nay biết làm siếc. Lại biết làm siếc xong rồi còn được ăn chứ biết lỗi. Gắp lửa bỏ miệng người đồ đó. Và tôi nghĩ rằng ngày hôm nay Ben đã tới đây chắc chắn là phải có một món quà gì nữa dành tặng cho khán giả chứ đúng không? Bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình. Cảm ơn em đã đến với chương trình. Chúc em sẽ luôn luôn gặt hái được nhiều thành công cũng như là nhiều may mắn trong công việc mình đã lựa chọn. Hẹn gặp lại trong ngày gần nhất. Cảm ơn mọi người. Và chúng ta sẽ cùng đến với phần trình diễn của Cascader Ben. Yeah. Yeah.
còn sống. Cảm ơn anh. Thưa quý vị, trên tay tôi lúc này đang là một tấm thẻ ATM có tên là Hứa Minh Đạt. Tôi chết. Những người làm thẻ này sai quá. Sao? Vì sao thế? Họ ghi tên một mình Hứa Minh Đạt là họ sai rồi. Bởi vì tất cả những gì của Hứa Minh Đạt đều là của Lâm Vĩ Dạ. Mình ghi là Hứa Minh Dạ đi, hoặc Lâm Vĩ Đạt cũng được. Hứa Minh Đạt. Nhưng mà như thế thì khó, bởi vì nó không đúng với cả chứng minh thư, với cả hộ chiếu không rút được tiền đâu em. Xùi quá. Mà có biết là Dạ bây giờ nó ở đâu, nó có biết là chồng nó được 40 triệu hay không như này này. Thì tao biết. Alo, alo, anh yêu ơi, nghe đồn anh mới trúng 40 triệu phải không? Còn một vòng nữa ráng chọn đúng nhiều tiền và nhớ mang về đủ cho em nha. Yêu ông xã. Thấy chưa? Trời ơi, không được. Thấy chưa? Trong cái đòn này bị... Tại sao lại... Thấy chưa? Trong cái đòn này thì... Em thấy chị em á như thần thánh hay tiên nữ vậy chứ không phải con người nữa. Bây giờ tình hình này là không lọt ra ngoài đồng nào rồi đây này. Nhưng mà không sao, vẫn còn một cơ hội nữa. Nếu như mà ấn vào nút nhân đôi ngay sau đây thì tuyệt đối không ai nói gì với Lâm Vĩ Dạ cả. Rồi, rồi, rồi. Rồi, đây là một tấm thẻ của bạn. Bạn sẽ đút vào đây rồi sau đó ấn vào ba cái nút vàng, đỏ, xanh này. Nó sẽ có 3 trường hợp xảy ra: nhân đôi, chia đôi và giữ nguyên. Nếu giữ nguyên thì coi như hôm nay bạn đúng là chuyển phận nhanh. Còn nếu là chia đôi, tôi bắt đầu lo cho số phận của bạn. Còn nếu là nhân đôi thì đương nhiên rồi, chúng ta có quà. Đúng không? Tụi anh ơi, lỡ mà chia đôi hả? Chia đôi tụi em hùng vô tụi em lo cho anh. Ôi, chơi ngu vậy. Ê, em hùng hả? Không, tụi em nói giỡn thôi. Em giỡn thiệt là không để lúc nó sống chị Dạ thấy tụi em là người tốt. Rồi, mời Hứa Minh Đạt hãy đưa thẻ. Nhân đôi, nhân nào đôi. Bây giờ dùng trực giác ấn nút màu gì đây? Đỏ, vàng hay xanh? Nghĩ cho kỹ, liên quan tới số phận, số mệnh của mình đấy. Liên quan tới hạnh phúc gia đình. Liên quan tới an ninh. Nút vàng. Nút vàng đã được bấm. Nhân đôi và gấp đôi. Thôi xong rồi. Sao em nhanh thế? Không có, hù thôi, hù thôi. Ủa chị em. Chị Luca tốt lắm. Giờ em mới gọi thiệt nè. Alo chị Dạ, tính 1 triệu gì vậy? Trời ơi. Nào, bây giờ Hứa Minh Đạt xử lý thế nào với số tiền 80 triệu này đây? Anh Đạt, đi ăn hộp dịch lộn đi. Em chưa ngán luôn hả? Ăn 80 hộp dịch lộn. Thế bây giờ như thế này, mình còn thừa 40. Nói chung là mình sẽ được thương hơn. 40 triệu đã được thương rồi, bây giờ là được thương gấp đôi nữa. Gia đình thêm hạnh phúc à? Vẫn là số phận, là phải người là người vận chuyển chứ không phải là người xài. Có nghĩa là nhất quyết là cả đời này nguyện làm kẻ chuyển phát nhanh. Rõ ràng là hôm nay người chiến thắng xứng đáng là Hứa Minh Đạt. Không chỉ chiến thắng số tiền mà còn có thêm nhiều những người bạn, có thêm những trải nghiệm và hơn hết gia đình sẽ thêm hạnh phúc. Hôm nay chúng tôi nói lời cảm ơn tới Puka, bạn đã rất nhanh và rất giúp ích cho vợ của người chơi chứ không phải là người chơi. Cảm ơn Quang Trung. Hôm nay đã lâu lắm rồi anh mới thấy em rớt giá như vậy. Nhưng anh tin tuần sau em sẽ quay trở lại thôi. Dạ, em chuẩn bị bù nổ rồi. Chúc mừng Hứa Minh Đạt, hôm nay được rất nhiều việc. Còn chúng tôi chúc mừng quý vị khán giả vì đã có những giây phút tôi tin là thú vị, vui vẻ cùng với chúng tôi trong một buổi trưa cuối tuần. Và hãy nhớ chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật hàng tuần trên VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau. Yeah!